Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Lam Dược Nguyễn Thi, kênh thông tin cung cấp các kiến thức bổ ích giúp bảo vệ sức khỏe gia đình bạn hàng ngày. Chào quý vị và các bạn, trong video này, Lam Dược Nguyễn Thi, công ty thảo dược số 1 xin chia sẻ và giới thiệu đến quý vị và các bạn, nhất là các bệnh nhân mắc bệnh gan nhiễm mỡ, một phương pháp điều trị bệnh gan nhiễm mỡ an toàn, đó là dùng cây thuốc giảo cổ lam. Giảo cổ lam là một trong số ít những vị thuốc có nhiều công dụng nhất hiện nay. Một công dụng vô cùng tuyệt vời mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn trong cái video này, đó là công dụng điều trị bệnh gan nhiễm mỡ vô cùng tuyệt vời của cây giảo cổ lam rừng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video. Trước tiên, mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu bệnh gan nhiễm mỡ là gì. Bệnh gan nhiễm mỡ là căn bệnh khá phổ biến ở nước ta hiện nay. Nguyên nhân gây bệnh gan nhiễm mỡ là do sử dụng nhiều mỡ động vật, chất béo, ít vận động. Bệnh thường mắc ở những người thừa cân, béo phì, tiểu đường, người thường xuyên sử dụng bia rượu, thuốc lá, v.v. Vậy thì những cái tác hại của bệnh gan nhiễm mỡ là những gì? Gan nhiễm mỡ đơn thuần mới bị, không gây ảnh hưởng đến cơ thể. Tuy nhiên, nếu để căn bệnh kéo dài mà không được điều trị sớm sẽ gây ra nhiều biến chứng rất nguy hiểm cho gan, như suy giảm chức năng gan, viêm gan, xơ gan và nguy hiểm hơn là ung thư gan. Giảo cổ lam, một giải pháp an toàn trong việc điều trị bệnh gan nhiễm mỡ. Vì sao nói giảo cổ lam là giải pháp an toàn trong việc điều trị bệnh gan nhiễm mỡ? Cây giảo cổ lam có rất nhiều công dụng. Một trong những tác dụng tốt nhất của trà giảo cổ lam mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn, đó là công dụng điều trị bệnh gan nhiễm mỡ cực hay. Nhiều năm qua, chúng tôi đã ghi nhận hàng trăm bệnh nhân đã điều trị hiệu quả bệnh gan nhiễm mỡ bằng trà giảo cổ lam. Bệnh gan nhiễm mỡ có 3 cấp độ, cấp độ 1, cấp độ 2 và cấp độ 3. Cấp độ 3 là cấp độ nặng nhất. Với gan nhiễm mỡ độ 3, bệnh nhân chỉ cần dùng giảo cổ lam trong thời gian từ 3 đến 5 tháng liên tục sẽ hết hẳn bệnh gan nhiễm mỡ. Đối với những bệnh nhân ở cấp độ 1 và cấp độ 2, chỉ cần dùng giảo cổ lam trong khoảng thời gian từ 1 đến 2 tháng là bệnh khỏi hoàn toàn. Vậy thì cách dùng trà giảo cổ lam như thế nào để đạt được hiệu quả cao nhất? Cách dùng trà giảo cổ lam khá đơn giản. Giảo cổ lam các bạn có thể pha hãm như các loại trà thông thường mà không cần phải đun nấu. Liều dùng từ 60 đến 80 gram một ngày. Và chúng tôi cũng lưu ý đến quý vị và các bạn khi dùng trà giảo cổ lam để điều trị bệnh gan nhiễm mỡ như sau. Thứ nhất, giảo cổ lam làm giảm huyết áp lên những người bị huyết áp thấp khi sử dụng lên thêm 2 đến 3 lát gừng cho vào ấm trà. Thứ hai, giảo cổ lam có nhiều loại nhưng theo kinh nghiệm của chúng tôi cho thấy loại giảo cổ lam rừng lăm lá cho hiệu quả điều trị bệnh cao hơn hẳn loại thông thường khác. Ngoài công dụng điều trị bệnh gan nhiễm mỡ, trà giảo cổ lam còn rất nhiều tác dụng hay và quý vị và các bạn có thể tham khảo ở các cái video khác của chúng tôi. Và như vậy là Lam Dược Nguyễn Thi, công ty thảo dược số 1 đã trình bày cho quý vị và các bạn một phương pháp điều trị bệnh gan nhiễm mỡ hiệu quả từ cây trà giảo cổ lam. Nếu quý vị và các bạn có quan tâm đến trà giảo cổ lam hoặc có nhu cầu sử dụng cây trà giảo cổ lam để làm thuốc thì có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0982 957 282. Và chúng tôi nhận chuyển hàng trên toàn quốc, nhận được hàng mới phải thanh toán. Chúc quý vị và các bạn có một sức khỏe tốt. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy đăng ký, like, share hoặc comment ý kiến riêng của mình ngay phía dưới video này. Cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một sức khỏe tốt.